mal. Hái được rồi đấy nhỉ? Được rồi. Hái luôn. Ây dồi. về hổ bắt cho nó nhanh đi anh, bắt quả bé quả to để lại. Ôi giật chết quá mà cái cảnh này này trên cầu nhiệt cảnh đấy, cảnh trên đấy kéo vậy rồi anh nhảy lên. Đúng rồi.
Đúng rồi, đấy, cái này, này. Quả to đẹp này. Ui, bóng, phải bóng như này cơ, bóng này mới ngon. Được rồi. Chọn đi quả bóng hết đi. Cái này không còn rồi, cành kia, quả to đấy, đây to mà. Rau này, rau, xương cá. Ui, quả chết này. Nhanh, ăn đi. Ui, ui, ui. Ui, ta đây giống quả chi. Quả, nó đẹp. Nhìn, quả này. Quả này đi. Không được, nó cắt ra. Này, cầm đây. Anh nhảy đi. Ui, đúng rồi luôn. Đẹp. Thơm. Cái này có một quả nữa. Hai quả trên kia vẫn còn đều quá. Khỏe rồi. Ui, đều. Quả này lên không nhỉ? Do nhỉ? Đặt đùi xuống đây đây này. Ngon phết nhỉ. Còn để bóc nổi. Dây, vỏ dây. Ui dù. Nhiều nước thế. Dạ, chị thịt xuống đây.
Con này mập lắm mày ạ, bơ ạ. Ơi béo thế à, mày nặng thế, nặng thế, ôi bao nhiêu cân rồi ạ? Nặng lắm ơ, béo mập lắm. Ăn cơm đi.
cốt gì về phun. Em thấy có sâu mà. Thì sẽ có sâu này. Sâu để tí phun. Thank you.
Thank you.